Dạ, chào các bạn. Hôm nay Diêm xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng Diêm đã đi dạo ở đường phố Vũng Tàu quý vị. Thành phố biển Vũng Tàu. Hôm nay là ngày 16 tháng 10 11 năm 2017 rồi quý vị. Thì buổi sáng ngày hôm nay Diêm đi dạo chơi quanh thành phố quý vị. Hôm nay thời tiết Vũng Tàu có thể nói là rất là đẹp. Đây vì thấy cái bầu trời hôm nay ta thấy là bầu trời rất là trong xanh luôn, nhìn đáng mây trên bầu trời nó rất là thoáng đãng, không còn những cái ngày âm u như mấy ngày chuyển mưa nữa. Diêm đang đi trên đường này là đường 30 tháng 4 các bạn. Thì quý vị các bạn ta đi đến Vũng Tàu á, khi vào thành phố thì ta đi cảng dầu khí, vì sẽ đi ngay đường này, đường 30 tháng 4. Giờ nhiệt độ buổi trưa ở Vũng Tàu thì tầm khoảng hơn 30 độ C quý vị. Nói chung là nếu mà đi ngoài nắng là hơi nóng. Hơi nóng nhưng mà cũng không bằng thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn quý vị. Thì kia nóng nó hôi bức hơn. Đây Diêm đi dạo qua đường này thì có chỗ này ta đang bán trái thanh long nữa quý vị. Thanh long á, bán chuối á, long với chuối. Đây mới có xe chuối luôn quý vị. Chuối này hiện nay thì một phần bán ở trong nước, một phần là xuất khẩu nước ngoài các bạn. Thì vì mình đi ra đi trên đường phố thì các bạn người ta sẽ thấy. Thì đường này thì Diêm đi thẳng hoài sẽ đến khu ngã tư giếng nước thôi. Ngã tư Nhà Đè và ngã tư giếng nước. Đây quý vị, đường này hôm nay quý vị thấy trời rất là trong xanh. Nhìn xa xa có tòa nhà 21 tầng, gọi là chung cư 21 tầng ở Vũng Tàu. Ở phía dưới có cái siêu thị Co-op-Mart. Hiện nay Vũng Tàu có mỗi duy nhất có một siêu thị Co-op-Mart ở thành phố Vũng Tàu quý vị. Ở thành phố Bà Rịa có một cái siêu thị Co-op-Mart. Đây bên tay trái là cổng vào khu sân bay trực thăng Vũng Tàu nè các quý vị. Dạ, ở đây là đến ngã tư Nhà Đèn, ngã tư của sở điện lực quý vị, công ty điện lực đó, là Nhà Đèn, gọi dân gian rồi hôm nay là Nhà Đèn. Ở đây Diêm sẽ rẽ bên tay trái. Thank you.
hôm nay Vũng Tàu trời nắng rất là đẹp nên là trời trong xanh, quý vị đi ra ngoài đường này rất là thoáng đãng. Dù buổi trưa thì thời tiết hơi oi bức một xíu, nóng một xíu vì sáng này vì đường này là đường Trương Công Định. Dạ, ở Vũng Tàu thì trên cái đường Trương Công Định này thì có một số các quán cà phê. Nếu mà quý vị mà muốn đến Vũng Tàu, chúng ta muốn đi uống cà phê thì ngoài ngắm biển thì về vào trung tâm thành phố, ngay khu trung tâm thương mại Vũng Tàu, hoặc là vị trên đường Trường Công Định này có vài quán, quý vị trung tâm trong thành phố thì có nhiều điều thú vị, có thể đi dạo phố ngắm cảnh phố phường. Dạ, ở Vũng Tàu này cũng như số một số tỉnh khác thì chúng ta có cái món là cơm tấm hoặc là bún thịt nướng, quý vị cộng thêm cái món bánh mì, món bánh mì mà kẹp thịt đó là trong cái món mà nói là thức ăn nhanh mà Diêm rất là ưa chuộng, hình như là tại vì nó nhanh, nó đơn giản mà lại đặt rất là đặc trưng các bạn. Dạ, ở đây có một số cái tòa nhà, một số cái điểm vui chơi là chuẩn bị trang trí đón ngày Giáng sinh, quý vị Tết dương lịch đó. Bây giờ đang là tháng 11 rồi, chuẩn bị tháng sau là đón Tết dương lịch qua năm 2018, quý vị chuẩn bị những cái qua bước vào một cái năm mới. Này thì mình đi ngang cái vòng xoay ngã năm, quý vị, xoay rất là trung tâm tại Vũng Tàu.